Dùng xong tôi sẽ lau sạch trả lại cho cô. Chỉ lấy có vài chiếc lá sao mà quan trọng đến thế chứ? Ủa, lấy có 2 cái 樹葉 chứ, không phải cẩn trương hả? Nản quái cái đấy, vì đầu tiên họ lấy có 2 cái 樹葉 là có độc. Cái gì mà bậy? Wow, cũng bảo đủ tạm thành cái kia tiếng là thành cái gì? Tôi chỉ lấy có vài chiếc lá mà sao kéo nhiều người đến thế? Thầy lanh lẹ quá, giỏi thật, đã khống chế được con rắn hôn mang. Tôi phải bái thầy làm đại sư mới được. Xin cảm ơn, các người quá khen. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, cảm ơn. Không có gì đâu. Đại sư à, sao thầy đi cầu mà có nhiều người đón chào vui vẻ như vậy chứ? Cậu mau đến lấy đồ về cho thôi. Cậu cười cái gì nào? Ra đây. Đại sư chỉ dạy lực tô học võ Trung Quốc. Đây là phô hình cước. Như vậy đúng rồi.
你不要再說了,人家笑你了。 Như thế này đấy, mỗi buổi sáng tập một lần là được rồi. Lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn phải tập một lần. Tôi bảo đảm cậu sẽ đánh thắng đối thủ ở Phi Châu. Nếu tổ tiên linh tiên này chỉ đường cho chúng tôi đi tìm. Cậu làm gì vậy? Muốn rời khỏi đây. Ở đây ăn ở đều tốt. Tại sao con lại bỏ đi? Đại sư có thể ở đây ăn cơ lập nghiệp, nhưng tôi thì phải tìm tổ tiên của tôi. Tôi cũng không trách thầy đâu. Tuy thầy đã nhận tiền của chúng tôi chỉ nhận tiền cọc thôi. Số tiền còn lại tôi xin người trong hội đưa hết cho thầy. Thầy cứ yên tâm đi. Cậu để đây tôi hành lý xuống đã. Lắng nghe cho kỹ đi. Đại sư cứ nói đi. Không phải tôi nói mà là con chim nói. Cậu có nghe thấy tiếng con chim kêu không? Đại sư à, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Uổng cho cậu học sách nhiều như vậy, con nghĩ xem, ở nơi hoang dã của Vi Châu lại không có một con chim nào hay sao? À đúng vậy, tại sao là như thế? Tổ tiên của cậu nhất định là ở gần đây. Tà khí nồng nặc như vậy, bất kể hàng trăm con chim nào cũng không dám đến đây. Thật vậy sao? Tổ tiên của cậu nhất định ở trong phạm vi 100 thước vuông này. Chúng ta hãy ngồi canh giữ thiên thần, đừng để bọn trẻ dẫn như ngoại đi chơi lung tung. Đại sư à, làm như vậy sẽ mất nhiều máu. Vì tổ tiên của cậu nhất định phải làm như vậy. Thầy còn cho khoảng bao nhiêu nữa nào? Tôi sẽ ước tính được mà. Nghe nói có đạo khách hiệp sĩ có thể kêu gọi hoang hồn. Tượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tiền, hai sở vương vong giai bất kiến. Đột nghe hải thượng hữu thiên sơn, sơn tại hư vô thiệt biết vấn. Cố nhân hội ngộ, thân nhân Bồ Tát hiện linh quan. Tổ nghiệp người sau hiếu tâm một lòng, chiếu cố nhân đến đây. Đại sư có cần tôi giúp một tay không? Cần, cậu hãy câm miệng lại. Đại sư có sao không? Tổ tiên của cậu ở gần đây thôi. Không biết tại sao lại bị đè chặt. Không lẽ là bị voi đè? Thầy không phải nhát tôi chứ? Nếu đúng như vậy thì sẽ rất mệt đấy. Vậy thì tính sao? Cậu tiếp tục im miệng đi. Không còn lường đi, vận chuyển càng không chuyển.
Đại sư có phải dùng sai bùa linh không? Đâu có làm sai. Không. Tổ tiên của cậu chắc là bị đè ở giữa, kẹt trong hang đá. Vậy thì thầy tính sao đây chứ? Phải tìm khe hở. Trong thế bí thì hãy vận dụng đầu óc thôi. Dùng lửa vòng. Là cái gì vậy? Xoay vòng quanh. Lại là gì chứ? Tổ tiên của cậu đã phá được chướng ngại vật, có thể xông ra ngoài được rồi. Trượt thân ra ngoài. Quân tử hãy tự quay về thân chủ. Cậu này, tổ tiên của cậu đang về tới đấy. Dân làng nhìn thấy rất lo lắng, không hiểu phải làm thế nào. Cậu lượt tôi lại sợ ông ta đụng vào lùm cây, vội kêu dân làng dùng dây để hạ lùm cây xuống. Đứng dậy và phóng đi. Không có gì có thể ngăn cản được. Thầy làm quỷ quái vậy đây? Người nào biết được cũng phải nóng giận đi. Tổ tiên à, không sao chứ, đừng sợ, có tôi bảo vệ đây.